Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu intro rất là dễ thương trong bài Say của ban nhạc Microwave. Thì cái bài này nó có một điểm đặc biệt ở cái câu intro, đó chính là sử dụng các nốt lặp lại ở hai dãy khác nhau, cũng rất là hay. Thì thông thường các bạn thấy rằng là trên cái cây đàn mình, khi các bạn lên dây chẳng hạn, có những cái nốt gọi là overlap, tiếng Anh gọi là overlap, tức là cái nốt trùng nhau. Ví dụ như các bạn ở đây, nốt mi của dây 1 các bạn đánh như buông mi, thì các bạn có thể đánh nốt mi đó ngay ngăn 5 của dây 2, hoặc là ngay ngăn 9 của dây số 3. Nó đều cùng một nốt nhưng mà mình đánh trên những cái vị trí khác nhau thôi. Thì trong cái câu intro này, để chồng nốt phát ra cái tiếng nó chồng với nhau hay hơn, thì họ sử dụng theo cái kiểu như vậy. Thì trong cái bản gốc thì họ đánh detuning, tức là hạ xuống cung nữa các bạn. Nhưng mà ở đây mình hướng dẫn các bạn trên cái kiểu lên dây bình thường, cách đánh nó cũng như nhau, không khác gì hết. Thì đầu tiên chúng ta đánh thử thì sau đó phân tích nha. Câu đầu như sau. Này thuộc về mi thứ nha các bạn. Thì các bạn bấm mi thứ đó là bấm kiểu bình thường như thế này. Tuy nhiên các bạn có đánh qua pha thăng son ở trên cái dây rê, do đó các bạn bấm theo kiểu chậm như thế này nó sẽ thuận lợi hơn ha. Các bạn đánh dây buông mi nè, sau đó các bạn đánh si mi luôn nha, sau đó các bạn bấm ngay nốt pha thăng. Sau khi pha thăng rồi, các bạn đẩy lên ngay son ngay đây là ngăn 5. Sau đó các bạn lại đánh cái dây số 4 cũng là dây son luôn, lặp lại cái ngăn 5 này một lần nữa, coi như cái nốt son chúng ta đánh 3 lần nha, 3 lần ngay chỗ này. Các bạn thấy nó lặp lại chưa, trên 2 dây. Các bạn bấm ngay ngăn 5 của dây rê và chúng ta đánh một lần nữa. Sau đó các bạn đánh dây số 3 là dây son, các bạn lặp lại nốt này một lần nữa. Sau đó pha thang, giờ đánh lại dây rê nha, lại nha. Đánh dây son, lại câu này nha. Chậm nha bạn. Tiếp theo, câu thứ hai thì các bạn đánh rê ngay chỗ này là đô ha. Xuống rê. Thì ngay chỗ đô chỗ này thì bạn bấm đô mi nè. Và sau đó các bạn bấm ngay rê ở đây. Đó là cái về si at nine đó các bạn. Bậc chính si at nine. Đô mi son rê. Ngay chỗ ngay ngăn 3 này rê các bạn đẩy lên ngăn 5 là mi luôn. Và sau đó các bạn đánh dây 1 cũng mi luôn. Quay lại ngăn 5. Kéo lại rê, các bạn rải hợp âm rê xuống ha. Nó như sau. Rồi. Lại hai câu đầu nha các bạn, thật chậm. Câu thứ hai thì nó tương tự nhưng mà nó thay cái nốt son bằng hai cái nốt harmonic thôi. Thì ngay chỗ này các bạn harmonic ngay ngăn 5, các bạn đánh vô ngay cái dây số 4 và dây số 3. Các bạn chạm vào cái phím ngay vị trí phím này, các bạn đánh tung nó ra ngay ha. Thì nếu bạn nào chưa biết harmonic thì các bạn có thể hiểu như thế này, trên cây đàn có những cái vị trí, ví dụ như ngăn 5, ngăn 7, ngăn 9 là bạn đánh phía trên ngay chỗ cái phím luôn chứ các bạn không bấm vô. Chúng ta chạm tay chạm vô ngay cái ví dụ phím 12, các bạn chạm cái dây phía trên này luôn, các bạn đánh xong bằng buông tay ra liền. Ngăn 7.
hàng năm. Đó, thì hàm nick nó như vậy ha. Thì lại câu này nha bạn. Đó, câu sau thì y chang thôi. Đó, thì các bạn thấy cái câu này họ sử dụng các nốt lặp lại. À, tại sao họ không đánh một nốt đó luôn? Chắc chắn sẽ có bạn hỏi, tại sao nếu vậy tôi không đánh một nốt trên một giây đó luôn? Thì khi các bạn hai cái nốt trùng nhau thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh nó dày hơn các bạn. Điều này tương tự giống như các bạn nói là trên dàn nhạc giao hưởng. À, tại sao các có cả chục cây violon họ cùng đánh một nốt, thì các bạn thấy cùng một nốt đó nhưng mà rất nhiều cây đánh vô thì nghe nó hoành tráng hơn, đúng không? Đó, thì đơn giản là cái hiệu ứng thôi. À, chứ bản thân nó nếu viết trên nốt nhạc thì nó vẫn là một nốt thôi nha. Rồi, hãy tập được cùng mình nguyên câu này nhé. Hy vọng là clip này cũng giúp cho các bạn nào đang tập rải hoặc kiếm một trong đô nào để mình luyện cho nó hay hay, có thể nghiên cứu bài này. Các bạn lên YouTube có thể search cái bài Say của Mai Đức Quang, bài hát cũng rất là dễ thương, rất hay ha. Học âm điểm cũng rất là dễ, là chỉ có mi thứ, đô trưởng, rê trưởng, rồi la thứ, đó nó dập vòng như vậy thôi. Thì cây đàn mình đang đánh là cây thương hiệu Westburn, thương hiệu của Mỹ nha các bạn, thương hiệu Mỹ. Đó, rất là đẹp, cái bao veo cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây, có cây ukulele luôn nha các bạn. Top, inlay cũng rất đẹp. Cây này chỉ có 8 triệu mấy thôi. Chất lượng, rất chất lượng. Mình solo hay là đi bám luôn, rất là thích. Nếu các bạn có nhu cầu, hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop. Và nếu bạn muốn học đàn hoặc đang muốn là dấn thân vào con đường âm nhạc với guitar thì hãy đăng ký khóa học cơ bản của Đăng Khoa. Đăng ký một lần học trọn đời nha các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào!